Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với trên đội Ngư Phủ của mình nha. Thì hôm nay buổi chiều mấy anh em chiên một số mực trứng nha các bạn ơi. Nào, chiên luôn mực trứng nào. Đâu quay trứng nha các bạn. Nào, đỏ nét luôn rồi thấy không? Trứng không luôn nào. Đó, con nào cũng trứng nha các bạn. Trứng tươi xanh luôn. Này, chấm nước mắm gì anh? Nè, chấm nước mắm này. Cái chén mắm ngon quá trời luôn. Này là nước mắm chua ngọt. Chua ngọt hả? Ủa kia hết chanh mà sao là mắm chua ngọt được anh? Dạ hết chanh rồi. Thì chỗ này đi lâu quá trời hết chanh. Thế hả? Các bạn ơi, nè cái canh chua nè. Cái chua nước còn không có gao vét vậy các bạn ơi. Đi 2 tháng mấy trời không còn gao vét gì cho nên còn canh chua giả các bạn. Món này gọi là món canh chua giả. Ăn với cá cũng cá hường các bạn. Nè. Nhìn thấy thấy ăn ngon không? Nè. Đây là sang thịt heo các bạn. Nè da hồ nè thấy không? Thấy da hồ các bạn. Sao con chốt nè. Sao con chốt luôn nè thấy không? Nè. Nè xe lá các bạn. Ai muốn cái gì liên hệ cho sang thịt heo xe lá. Đây là làm như vậy nha các bạn. Nè. Nè. Cá khổng lồ luôn. Đồ. Cá khổng lồ luôn cả. Thấy mấy xe đẹp trai các bạn. Anh ấy giờ vẫn chưa có người yêu các bạn ơi. Đi ghe suốt ngày lên trên trên biển rồi nên không có người yêu các bạn ơi. Bạn nào mà đang cô đơn thì hãy liên hệ cho anh ấy nha. Facebook của anh là Facebook là gì anh Út? Út Anh ngon hả? À? Ờ. Út Anh của anh là Út Anh ngon nha. Có các bạn nữ nào mà các bạn nữ nào mà đang cô đơn mà chưa có người yêu thì hãy liên hệ cho anh ấy nha các bạn. Nấy hiền hiền nhất ghe luôn bạn ơi. Giỏi giang siêng năng mà hiền nhất ghe nữa. Biết nấu ăn nữa nè các bạn. Anh ấy biết chiên mực luôn đó các bạn ơi. Nói chân sang quá ngon. Quá cay không? Cắn miếng ớt lên đúng rồi. Cơm ăn miếng ớt nè các bạn ơi. Quá cay. Hai người mà ăn như bao nhiêu mọi người các bạn? Hai người mà ăn cái nóng lạnh không? Chừng quá trời chừng. Chừng lâu luôn. Chừng là chừng đấy là nó muốn tràn vào đây luôn các bạn ơi. Nấy mới đi ghe các bạn. Con cày ăn nè. Cơm mình ăn mấy thao nè. Nè con ăn cái này nè. Ngày ăn mấy cái mực trứng nè các bạn. Còn nhiều thứ nữa các bạn ơi. Còn kẹ bơm đi nha. Ngày chỉ là ăn cơm chèo thôi. Còn chất chèo còn giảm thêm một chút một xíu nữa các bạn. Hồi ngủ giấc là thức dậy quất thêm nồi kẹ nữa đó. Đi xa nè. Quá ngon luôn. Nhét hết nước luôn các bạn. Quá ăn rồi. Nè. Thằng này hồi lúc mới xuống ghe đi có 32 kg các bạn. Nó đi mới 2 tháng trời mà bây giờ là cái bụng nó vội luôn nè. Giờ lên năm mấy ký luôn rồi các bạn ơi. Cái mỏ ăn vậy các bạn. Ăn thấy thơm không? Để ăn súc mồ hôi luôn các bạn ơi. Nè. Mồ hôi là chảy luôn rồi. Ăn ốc cũng nổi luôn á. Kìa kìa. Thằng ăn nó cạo thấy ăn không? Nó lùa mấy cái hết trơn với con luôn kìa. Trời ơi. Quá thôi. Ăn tao bữa kìa xong ăn nhỏ vậy nó. Trời ơi. Một bạn ăn cái con các bạn. Thứ gì mà chịu nổi không biết nữa. Rồi. Cái gùi luôn các bạn ơi. Quá khứ ăn rồi. Quay cho các bạn coi nè.
hết giờ chiến cơ luôn các bạn. Để chờ quá thôi các bạn ơi, tôi sợ đó chứ không cứ nói gì là tôi sợ luôn các bạn. Tôi nhìn tôi ăn tới ốc nổi rồi các bạn. Nè, một buổi chiều trên biển đây các bạn. Nè, xung quanh này không có, không thấy cái bóng dáng mà bến bờ gì nữa. Tôi biết tôi quay cái video này rồi biết chừng nào tôi có mạng để tôi đăng đấy các bạn ơi. Muốn đăng video cho các bạn đăng để xem là cũng khó các bạn. Đây mình quay cảnh xung quanh ghe cho các bạn xem nha. Bến luôn các bạn ơi. Quay đi quay lại hết trơn chỉ một chiếc tô cơm các bạn. Tô cơm nhà bá nè, ăn nè. Không nổi các bạn ơi. Chỉ một nè, nhà chắc ở có 100.000 các bạn. Có 200 luôn. Nè. Quá thứ. Hàng này nó thấy gì nó già hồ các bạn. Sâm tùm tùm hết trơn nè. Đây chừng gì nè, nó sâm nè. Quá khứ rồi. Nè. Sâm ý sang các bạn. Có người yêu nào tin ý rồi quen với này thì vô nhận hàng giùm các bạn. Chứ ghe tôi hết nổi, nó ăn ốc nổi luôn á. Còn mấy con làm hết rồi đó quay, kết thúc video đó quay. Rồi còn miếng cơm này nó lôi hết đi. Chơi đi mà, ngại gì không biết nữa. Chết hết rồi mày. Chết rồi hả, chết luôn á. Trời ơi. Cá hỏi không bạn. Cái này ở nhà mua ký cả 100.000 các bạn. Cái đỏ nè, cái hương đỏ nè các bạn. Vật nãy dùng chục luôn mà ăn cỡ này nè các bạn. Nào. Chấm cây còn kìa. Quá thế rồi. Anh lấy đẩy tắt máy tóc kẹo các bạn. Máy tóc của điện thoại đó. Quá no. Quá no lắm. Làm hết luôn đó mày. Làm hết rồi, kết thúc của nhà luôn nào. Đổ xong giờ chỉ sẽ ăn bóng luôn các bạn ơi. Thấy ghê không? Kìa. Nè. Trời ơi, quá thế rồi. Bụng các bạn ơi. Chứ không đẻ luôn rồi. Chứ hết mà nóng vậy nè. Mình đang ăn chơi thử đất. Ăn hết chân chỉ mực trong vòng... Chứ vòng 10 phút mà mới 8 phút anh không hỏi gì lắm. Kìa các bạn ơi nè. Các bạn cái này nè. Thứ gì mà chưa nổi các bạn. Trời ơi. Mình nhìn mình ốc nổi các bạn ơi. Đi ghe ai cũng mập chân mà mình ốm nhất là các bạn. Nè. Ăn gạo, trời ơi. Quá khế anh ấy ăn rồi các bạn ơi. Trời ơi. Rồi mất luôn hả anh Úc? Trời ơi. Chết sạch luôn các bạn ơi. Đang lộn ai mực luôn sao ơi. Trời ơi các bạn ơi. Quá ăn rồi. Con mực anh ấy đẩy hết luôn đó. Đồ. Kẻ húp luôn các bạn ơi. Không còn miếng nước luôn á. Chơi gáo luôn kìa. Sạch sẽ luôn nè. Kìa. Đâu các bạn ơi. Ôi giờ. Giờ. Còn con mực cho sang ăn luôn các bạn ơi. Rồi mình kết thúc video luôn các bạn ơi. À, còn con mực cho sang ăn hết luôn các bạn ơi. Nè. Chấm nước mắm đẩy hết luôn các bạn ơi. Nè. Thôi ăn rồi.
Rồi ok, kết thúc video các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Đây là anh Tài Cải nè các bạn. Tài Cải Lý Minh Khanh. Tài Cải của nghe 925 các bạn. Thôi mình kết thúc video các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Nếu thấy clip này hay thì nhớ share và đăng ký kênh giúp mình nha các bạn.